cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Âu Chu Nhi, bộ xương khô trong bãi cua và gần 10 năm tìm công lý cho người chồng. Từ một vụ tranh chấp giữa hai thôn thì những cái chết đã liên tiếp xảy ra. Trong đó có một người không hề có liên can đến vụ việc, anh chỉ là người vừa từ thành phố trở về quê. Từ năm 1993 đến năm 2002, Âu Chu Nhi đã vừa đi khắp nơi để tìm thi thể của chồng mình, vừa kêu oan, vừa chăm lo cho bốn người con và mẹ chồng già yếu, tuyên bố chỉ tái hôn với người sẽ giúp mình báo thù. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2002, khi đang làm việc trên một bãi bồi nuôi trồng thủy hải sản ở huyện Hà Phú, tỉnh Phúc Kiến, thì một người nông dân tên là Vương Hải đã chợt nhìn thấy một con cua lớn. Khi đang định tiến lại gần để bắt, thì con cua bất ngờ chui xuống bùn và mất hút. Hải sau đó đã lấy sẻng quyết tâm bắt được con cua này. Tuy nhiên, dù đã đào sâu gần nửa mét, nhưng anh vẫn không thấy con cua nào, mà thay vào đó là phát hiện ra một hộp sọ người. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, thì anh ta tiếp tục đào bới cho đến khi một bộ xương hoàn chỉnh dần được lộ ra. Hải là một người ít học và thiếu ý thức pháp luật nên đã không nghĩ tới việc thông báo vụ việc cho cảnh sát. Anh ta cho rằng vì bãi bồi có hài cốt người ở bên dưới nên từ khi nhận thầu nơi này đã liên tục làm ăn thua lỗ. Hải sau đó đã mời thầy phong thủy tới để tìm nơi chôn cất. Không lâu sau đó, tin tức Hải đào ra một bộ hài cốt ở bãi bồi đã lan truyền khắp các vùng lân cận. Khi nghe được tin này, thì một người tên là Trần Hiếu Kim ở thôn Tổ Thác, thị trấn Trường Xuân đã nhanh chóng kể lại sự việc với chị dâu của mình, tên là Âu Chu Nhi. Anh trai của Kim, tên là Trần Hiếu Hữu, đã mất tích từ năm 1993. Mọi người đều cho rằng Hữu đã bị người dân ở thôn truyền lưu bắt cóc và đánh chết, nhưng thi thể mãi vẫn chưa được tìm thấy. Kim sau đó đã đưa chị dâu đến nhà của Hải, nhưng anh ta đã không thừa nhận sự việc và từ chối giao hài cốt cho cô. Vì hết cách thương lượng nên Nhi đã thông báo vụ việc này cho cảnh sát. Vì sợ rắc rối nên Hải đã nhanh chóng khai ra nơi chôn cất bộ hài cốt. Cảnh sát ban đầu suy đoán rằng đây có thể chỉ là một vụ tự tử hoặc là đuối nước, nhưng khả năng này đã nhanh chóng bị loại trừ sau khi họ khai quật xương và đem đi để giám định pháp y. Kết quả giám định đã cho thấy rằng thi thể này đã biến thành xương trắng hoàn toàn, không còn răng và tóc. Thời gian tử vong là vào khoảng 9 đến 10 năm trước. Người chết là nam giới. Căn cứ vào tuổi của xương thì họ có thể xác định tuổi từ 35 đến 45, cao từ 1,75 đến 1,8 mét, đã tử vong do bị sốc chấn thương. Bác sĩ pháp y còn chỉ ra xương của nạn nhân đã có nhiều vết gãy và nứt, thậm chí có chỗ nát vụn. Chứng tỏ trước khi chết thì anh đã nhiều lần bị đánh bằng vật cùn như là búa, gậy hoặc gạch. Xương bả vai cũng có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Những đặc điểm này cơ bản trùng khớp với thông tin về Trần Hiếu Hữu. Nhưng vì bộ xương đã bị ngâm trong nước biển nhiều năm và bị ăn mòn, nên họ không thể lấy mẫu ADN. Để xác định danh tính của nạn nhân, thì cảnh sát đã nhờ chuyên gia phục dựng chân dung qua cấu trúc hộp sọ và đối chiếu hộp sọ này với ảnh của Hữu. Sau nhiều bước kiểm nghiệm, thì cảnh sát xác định nạn nhân đó chính là Hữu. Vụ án 10 năm trước giờ bắt đầu được tái điều tra. Nhờ vào việc có thi thể, nên lần này cảnh sát đã có thể đến thôn Truyền Lư để bắt những người liên quan về đồn để điều tra. Họ sau đó đã bị dân làng từ chối hợp tác và gây khó khăn. Chính quyền lúc này phải huy động lực lượng lớn để tiến hành bắt giữ các nghi phạm chính trong vụ giết người. Sau hơn 2 tháng tổ chức điều tra, thì tội ác tập thể đã xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 10 năm 1993, dần được hé lộ ra ánh sáng. Cái chết oan này là vì cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa hai thôn lân cận. Vào ngày 18 tháng 10 năm 1993, người dân hai thôn Tổ Thác và Truyền Lư ở thị trấn Trường Xuân đã xảy ra tranh chấp bãi bồi, dẫn đến một cuộc hỗn chiến bằng vũ khí. Trong lúc đang xảy ra vụ ẩu đả, thì một người ở thôn Truyền Lư đã bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Những tưởng hai bên sẽ bình tĩnh lại sau khi gây ra một vụ chết người, nhưng ngược lại, thôn Truyền Lư cho rằng họ không thể nuốt trôi cơn tức này nên đã quyết định trả thù thôn Tổ Thác. Với tôn chỉ rằng nợ máu phải trả bằng máu. Vào khoảng 17 giờ hôm đó, Trần Hiếu Hữu đã bắt xe buýt từ thị trấn để về nhà ở Tổ Thác. Vì xe sẽ đi qua Truyền Lư nên tài xế tốt bụng đã nhắc nhở Hữu tốt nhất là không nên lên xe, lo lắng vì hai thôn vừa mới xảy ra xung đột. Tuy nhiên, Hữu nói đã mấy năm đi làm ăn không về quê nên không hề can dự vào mâu thuẫn giữa hai bên
Hơn nữa anh ta có quan hệ khá tốt với dân ở Truyền Lư, nên cho rằng bản thân sẽ không xảy ra việc gì và vẫn quyết định lên xe như thường. Không ngờ, ở điểm dừng tiếp theo, vài người ở thôn Truyền Lư đã bất ngờ lên xe buýt, một trong số đó còn là cán bộ thôn. Họ đã ngay lập tức nhận ra Hữu và quyết định bắt anh ta về thôn mình để dạy cho một bài học. Sau khi cả nhóm thương lượng thì họ đã quyết định uy hiếp tài xế và ép người này phải lái xe thẳng đến thôn Truyền Lư. Trước khi xe buýt đến cổng thôn, vài đứa trẻ đã chạy về để la hét báo tin. Mọi người bắt đầu cầm gậy gộc và vũ khí để lao ra ngoài vì tưởng người dân ở thôn Tổ Thác đang đến để gây rối. Mấy thanh niên sau đó đã khống chế Hữu xuống xe và cán bộ thôn bắt đầu nói rằng Hữu là dân Tổ Thác, kêu gọi trả thù cho người vừa bị đánh chết. Cả đám đã tức giận lao tới để đấm đá vào Hữu. Họ đã trói và dẫn anh đi khắp ngôi làng, vừa đi, vừa dùng nhiều loại công cụ để liên tục tấn công. Trong khoảng thời gian này, Hữu đã cố gắng chạy trốn 2 lần, nhưng đều bị bắt lại và tiếp tục nhận đòn. Vào vài giờ sau, Hữu đã bị dân Truyền Lư đánh đập cho đến chết. Lúc này, người dân ở Tổ Thác biết tin là Hữu đã bị bắt và lập tức phái vài thanh niên đi bắt một người dân Truyền Lư ở trong thị trấn, định dùng để đổi Hữu về. Nhưng họ không biết rằng, lúc này thì Hữu đã thiệt mạng. Sau khi hay tin, thì bên thôn Truyền Lư lo lắng rằng nếu đối phương biết Hữu đã chết, thì cũng sẽ giết chết con tin đang có trong tay. Theo quyết định của ba bồ lão, họ đã trói thi thể của Hữu vào một tảng đá lớn, rồi lái thuyền ném xuống biển để cố che giấu tội ác. Khi cảnh sát bắt đầu can thiệp, thì dân Truyền Lư khẳng định đã thả Hữu đi, còn anh ta đi đâu thì họ không hề hay biết. Vì không tìm thấy thi thể và thiếu bằng chứng, nên cảnh sát đã không thể buộc tội người dân ở thôn Truyền Lư. Sau khi sự việc xảy ra, thì mọi người đều biết rằng Hữu đã bị người dân ở thôn Truyền Lư sát hại. Nhưng vợ của Hữu là Âu Châu Nhi lại không chịu tin, vẫn nghĩ chồng mình chỉ đang bị thôn Truyền Lư trói nhốt. Cô như phát điên và đòi chạy đến Truyền Lư để hỏi cho rõ ràng, nhưng bị người trong thôn ngăn cản, gia đình lúc này phải nhốt cô trong phòng. Vì biết dù có đến đó cũng không thể tìm được Hữu, thậm chí có thể cũng sẽ bị đánh cho tới chết. Nhi và chồng là đôi thanh mai trúc mã, họ đã kết hôn vào năm 18 tuổi và có 4 người con sau 20 năm chung sống. Sau khi Hữu bị hại, thì việc chăm lo cho các con, đứa nhỏ nhất 11 tuổi và mẹ chồng ngoài 60 tuổi đều đổ lên đầu của Nhi. Người thân đã nói rằng nếu không phải còn nặng gánh gia đình thì có lẽ Nhi đã đi theo chồng của mình từ lâu. Vào một thời gian sau, Nhi đã bắt đầu không ngừng làm đơn để khiếu nại lên huyện, quyết tâm đòi lại công lý cho chồng của mình. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thôn Truyền Lư nhưng vẫn không thấy thi thể của Hữu. Họ cũng đến đây nhiều lần và cố gắng tìm những người có liên quan đến vụ án để thẩm vấn. Tuy nhiên, dân làng tỏ ra rất bất hợp tác và rất cảnh giác, nên mọi cuộc điều tra của cảnh sát đều thất bại. Tuy vậy, Nhi vẫn không chịu bỏ cuộc, hết lần này đến lần khác chạy đến đồn cảnh sát để thúc giục điều tra, có khi còn đến trước cổng thôn Truyền Lư để gọi tên người chồng của mình. Dân Truyền Lư lúc này vẫn một mực phủ nhận là đã đánh chết Hữu, đe dọa Nhi nếu còn thường xuyên gây rối thì cũng sẽ đánh chết cô. Mỗi khi nghe thấy lời uy hiếp này, Nhi không hề sợ hãi mà càng phẫn nộ hơn vì nghĩ đến lời đồn ngày đó. Hữu đã bị cả đám người đánh đập suốt hơn 2 tiếng, cho đến khi tắt thở thì cô không thể chịu đựng được. Nhi đã thầm thề với bản thân rằng sẽ đòi lại công lý cho chồng bằng bất cứ giá nào. Trong 3 năm đầu sau khi Hữu qua đời, thì Nhi luôn mặc quần áo màu trắng và đã để tang chồng trong suốt 3 năm. Vào năm 1996, mẹ chồng đã khuyên cô nên đi bước nữa, một số người trong thôn còn đề nghị mai mối cho cô. Nhưng Nhi chỉ nói rằng, ai có thể báo thù cho tôi, thì tôi liền lấy người đó. Suốt gần 10 năm, Nhi vẫn đều đặn đệ đơn khiếu nại, cô không khóc lóc ầm ĩ, mà chỉ giao nộp tài liệu, rồi về nhà, nếu không có kết quả, thì lần sau lại tiếp tục. Nhi cũng không hề dừng lại việc tìm kiếm thi thể của chồng mình. Bất cứ khi nào có thời gian, thì cô sẽ đến vùng núi và hồ nước xung quanh thôn Truyền Lư để tìm kiếm kỹ càng. Hay mỗi khi nghe tin phát hiện thi thể vô danh ở đâu đó, thì cô sẽ lập tức đi đến để nhận dạng. Nhi dần trở thành nhân vật nổi tiếng ở huyện Hà Phú. Người dân đã xúc động trước hành trình tìm chồng gần như điên cuồng của cô trong 10 năm qua. Họ đã cảm phục người phụ nữ mạnh mẽ này và bắt đầu công khai hoặc bí mật giúp đỡ cô. Khi Nhi ra biển để tìm thi thể, thì họ luôn có người để cho cô mượn thuyền miễn phí. Ở đâu phát hiện thi thể thì sẽ có người nhắn tin cho cô. Khi Nhi đến ăn cơm thì chủ quán nhận ra cô sẽ không bao giờ thu tiền, còn cho cô suất ăn đầy đặn hơn. Trong thôn, hầu hết việc đồng áng của nhà Nhi đều được mọi người chia nhau làm giúp.
Nhi cũng đã nhận được thư nặc danh từ một người ở thôn Truyền Lư, trong đó kể chi tiết chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, ai là người tham dự chính và thi thể Hữu được vứt ở đâu. Cuối thư, người này còn nói rất áy náy và mong Nhi được an ủi phần nào. Bức thư này dù nói ra chân tướng của vụ việc nhưng lại không đề tên, nên chỉ có thể được coi là manh mối phá án và không thể dùng nó để làm bằng chứng. Trong 10 năm qua, không chỉ Nhi kiên trì tìm kiếm thi thể của chồng mà các con cũng tham gia cùng cô sau khi trưởng thành. Bất chấp gian khổ và mệt mỏi, cả gia đình đều không bao giờ bỏ cuộc. Sau khi Hữu được tìm thấy, dù chỉ còn là một bộ hài cốt, thì những đứa trẻ vẫn cảm thấy rằng bố mình thực sự đã trở về. Cuối cùng, thì công lý đã không quay lưng lại với Nhi. Cảnh sát sau đó đã tuyên án tử hình với trưởng thôn Truyền Lư vì đã cổ vũ cho hành vi tra tấn và giết người. Kỳ án về John Baker, cái chết của nam thanh niên theo giáo phái bí ẩn và người bạn có máu của quỷ. Sau cái chết thảm của John Baker, thì gia đình của nạn nhân đã ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng người bạn thân dị thương và vui tính lại chính là người đã chủ mưu bắt cóc và tống tiền qua một lời thú tội dùng mình. Vào rạng sáng ngày 22 tháng 6 năm 1990, những người đi bộ đã tình cờ phát hiện ra một thi thể nam giới đang nằm trong hầm đường sắt ở Chatswood, ngoại ô Los Angeles. Đường hầm Chatswood còn được gọi là đường hầm Manson vì thủ lĩnh giáo phái nổi tiếng Charlie Manson đã từng sống gần đường hầm này. Hắn ta thường tụ tập giáo phái ở đó để thực hiện các nghi thức hiến tế. Bên trong có viết nhiều dòng chữ về địa ngục và nỗi sợ hãi, cùng với đó là những ngôi sao năm cánh thể hiện một loại nghi thức huyền bí. Tại hiện trường của vụ án, thì cảnh sát tìm thấy nạn nhân đã bị đánh đập, trên người có đeo một cây thánh giá và một biểu tượng ngôi sao năm cánh. Giám định pháp y xác định nhóm máu của nạn nhân là A và vết máu dưới móng tay có nhóm máu hiếm là AB cộng. Nạn nhân đã bị sát hại vào ngày 21 tháng 6. Khi tổ chức điều tra các báo cáo về người mất tích, thì cảnh sát xác định được danh tính nạn nhân tên là Ronald John Baker, 21 tuổi. Anh hiện đang là sinh viên năm cuối của ngành vật lý học thiên thể tại Đại học California, Los Angeles. John đã được trình báo mất tích vào ngày 22 tháng 6. Bố mẹ của John cho biết rằng vào ngày 21 tháng 6, họ đã nhận được một cuộc gọi nặc danh và đòi 100.000 đô la Mỹ trước 17 giờ ngày hôm sau để con trai của họ có thể được trở về an toàn. Gia đình đã gọi điện hỏi bạn của John tên là Duncan Martinez và Nathan Blaylock, cả ba hiện đang sống cùng nhau trong một căn hộ ở khu Van Nuys. Hai người bạn đã nói rằng trước đó thì John đã đi thăm bạn ở trường đại học. Vì vậy, gia đình nghĩ rằng cuộc gọi đòi tiền chuộc chỉ là một trò đùa. Nhưng khi nhận được cuộc gọi khác vào sáng ngày 22 tháng 6, họ thấy lo lắng và trình báo vụ mất tích của con trai. Gia đình sau đó đã không thấy kẻ bắt cóc liên lạc lại. Cảnh sát đã thẩm vấn hai bạn cùng phòng của John. Trong khi Nathan đi vắng, thì Duncan cho biết rằng lần cuối cùng mà họ nhìn thấy John là khi họ đang chở nạn nhân đến bến xe buýt để tới trường học. Duncan khai rằng John là người quan tâm đến chủ nghĩa thần bí và là thành viên của một nhóm bạn đại học có tên là Vòng tròn thần bí. Họ dự định sẽ tham dự cuộc họp với nhóm vào ngày 21 tháng 6. Khi khám xét phòng ngủ của John, thì cảnh sát cũng đã tìm thấy một bàn thờ với dao, nến và một ngôi sao năm cánh. Đồng thời, họ đã chú ý đến vụ án xảy ra vào ngày Hạ Chí, là một ngày quan trọng trong thuyết thần bí. Cảnh sát đã không loại trừ khả năng vụ giết người này có liên quan đến các hoạt động huyền bí của nhóm. Những con dao từ bàn thờ tự chế đã được phân tích và phát hiện không có mối liên hệ với vụ án mạng. Vào ngày 28 tháng 6, trong lễ tưởng niệm nạn nhân, cảnh sát đã nói chuyện với vài người bạn của John ở trong nhóm Vòng tròn thần bí và được biết cuộc họp của họ không ấn định vào ngày 21 tháng 6. Khi bị thẩm vấn, thì Nathan đã lặp lại những gì mà Duncan đã nói về việc thả John ở bến xe buýt, sau đó họ đi chơi bóng rổ và tham gia vào một bữa tiệc. Duncan tiết lộ thêm rằng, sau khi bố mẹ của John gọi điện tìm con vào ngày 22 tháng 6, thì anh ta đã đến công viên Chatswood, gần đường hầm nơi mà thi thể đã được phát hiện sau đó, để giúp tìm kiếm John. Lúc này, nơi tìm thấy thi thể John chưa được công bố rộng rãi, nên chi tiết này đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Theo cảnh sát, nếu công viên không phải là nơi John thường lui tới, thì Duncan sẽ không đến đó tìm bạn mình, trừ khi nắm được thông tin về vụ giết người. Duncan sau đó nói rằng, John thường hay đến công viên để thiền định. Gia đình của John đã không thể xác nhận hay bác bỏ lời khai này, nên cảnh sát đã yêu cầu Duncan làm bài kiểm tra nói dối. Anh ta cũng đã đồng ý, nhưng kết quả là thất bại. Duncan đã yêu cầu có luật sư đại diện và từ chối thực hiện kiểm tra nói dối lần thứ hai.
Vì thế mà anh ta đã ngay lập tức trở thành nghi phạm trong mắt của cảnh sát. John và Duncan là bạn thân trong nhiều năm qua. Anh ta thường xuyên đến chơi nhà của John vào thời trung học và đã thuê nhà để sống chung khi cả hai lên đại học. Nathan sau đó cũng đã kết bạn với bộ đôi này. Người thân của John nhận xét Duncan là người dễ thương, vui tính và hòa đồng. Khi anh ta bị coi là nghi phạm, thì gia đình John vẫn không hề nghi ngờ, thậm chí còn cho anh ta sử dụng gara của họ để cất đồ đạc khi chuyển đến căn hộ mới. Sau đó, Duncan đột nhiên biến mất bí ẩn. Cảnh sát đã cố gắng xác định vị trí của anh ta, nhưng không thể. Gia đình John đã lục những chiếc thùng chứa đồ trong gara để mong tìm kiếm manh mối về nơi ở của Duncan. Họ hoảng hốt khi phát hiện ra một bản danh sách. Mục đầu tiên là kiếm thẻ căn cước mới và mục thứ hai là bán xe. Vào ngày 24 tháng 7 năm 1990, một người bạn của Duncan đã trình báo với cảnh sát rằng anh ta đã gọi cho cô và nói là bản thân đang bị giam cầm tại một nhà kho ở Los Angeles. Cuộc gọi đã được ghi lại trên máy trả lời tự động của cô. Sau khi phân tích cuộc gọi, thì cảnh sát xác định nó được thực hiện từ một bút điện thoại tại sân bay ở Las Vegas. Họ xác định đây chỉ là màn kịch của Duncan với mục đích dựng lên là để giải thích cho sự mất tích đột ngột của anh ta. Đến ngày 12 tháng 12 năm 1991, 18 tháng sau khi John bị sát hại, thì một luật sư ở Salt Lake City, Utah đã liên lạc với cảnh sát ở Los Angeles để nói rằng thân chủ là Duncan đang muốn cung cấp thông tin về vụ sát hại John. Duncan ngay lập tức bị bắt vì đã sử dụng danh tính giả và đang tìm cách lợi dụng những gì mình biết để thoát án tù. Vào ngày 13 tháng 12, trước khi bị cảnh sát Los Angeles thẩm vấn, Duncan đã thỏa thuận đòi quyền miễn trách nhiệm hình sự, cho phép anh ta tiết lộ thông tin mà không sợ thông tin đó sẽ được sử dụng để chống lại anh ta trước tòa. Thỏa thuận đi kèm với điều kiện ràng buộc rằng Duncan không bao giờ được nói về vụ án này với bất kỳ ai và vào bất kỳ lúc nào, hoặc nếu có bằng chứng mới được phát hiện thì anh ta có thể bị buộc tội giết người. Duncan thừa nhận rằng bản thân đã cùng với Nathan dụ John đến đường hầm Chatswood để uống bia và gặp gỡ các cô gái vào ngày 21 tháng 6 năm 1990. Duncan kể rằng khi họ bước vào hầm, Nathan đã vấp vào đường ray và bị John chế nhạo. Đôi bên sau đó đã xảy ra xô xát, Nathan giận dữ và đâm vào người của John. Họ sau đó đã dàn dựng các cuộc gọi bắt cóc tới bố mẹ nạn nhân để cố gắng đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Duncan giải thích lý do giấu giếm vụ việc là vì sợ Nathan. Con dao dùng để giết John đã bị ném cùng với quần áo của hai người. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng vụ giết người này có thể đã được tính toán từ trước. Duncan và Nathan đã cùng âm mưu bắt cóc John để đòi tiền chuộc, nhưng sự việc lại diễn ra không theo kế hoạch, dẫn đến là một vụ án mạng. Theo thỏa thuận, các cáo buộc sử dụng danh tính giả của Duncan đã được bãi bỏ. Trước khi rời đi, anh ta cũng đã làm xét nghiệm máu và kết quả cho ra là nhóm máu A. Trở lại Los Angeles, cảnh sát đã tìm thấy Nathan trong tù vì tội cướp ngân hàng. Nhóm máu của anh ta là AB cộng, trùng khớp với mẫu máu dưới móng tay của John. Duncan đã đồng ý phối hợp với cảnh sát để đeo thiết bị ghi âm bí mật khi đến thăm Nathan trong tù và thu được lời khai về vai trò của Nathan trong vụ giết người. Với bằng chứng mới này, Nathan đã bị bắt vì tội giết John, sau đó cũng thú nhận tội ác, nhưng bất ngờ chỉ ra Duncan mới là kẻ chủ mưu. Vốn đang được tự do để bắt đầu cuộc sống mới, thì Duncan lại bị bắt vì tội trộm cắp ở Utah vào năm 1993. Cảnh sát phát hiện anh ta đã kể cho người bạn gái mới rằng từng cùng với một người bạn đã thảo luận về kế hoạch sát hại John và vô hiệu hóa thỏa thuận miễn trừ trước đó. Cảnh sát ở Los Angeles đã nhờ cảnh sát Utah bí mật ghi âm cuộc thẩm vấn, nghe thấy anh ta khai nhận âm mưu bắt cóc bạn để lấy $100,000. Năm 1996, Duncan và Nathan đã bị xét xử riêng biệt. Cả hai bị kết tội giết người cấp độ 1 và nhận án tù chung thân, không có cơ hội được ân xá. Vào tháng 6 năm 2020, Thống đốc California đã giảm án cho Duncan. Anh ta đã được ra tù vào tháng 12 năm 2020. Nathan thì vẫn còn đang thụ án chung thân. Kỳ án về Richard, vụ kiện đòi quả thật từ người chồng. Vì bác sĩ Richard Batista nghi vợ của mình đang không chung thủy, nên đã lên kế hoạch ly hôn, kiện đòi vợ phải trả lại quả thật mà ông đã hiến cho bà vào 4 năm trước, hoặc trả giá trị quỹ đổi là $1,5 triệu. Vậy kết quả vụ kiện sẽ như thế nào? Richard Batista sinh vào năm 1956, tốt nghiệp ở trường Cornell và sau đó đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật mạch máu nổi tiếng ở Long Island, công tác tại Trung tâm Y tế Đại học Nassau ở New York.
Vào năm 1988, khi còn là một bác sĩ nội trú, ông đã gặp được một người y tá tên là Donnell và cả hai đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm nam nữ. Họ chính thức kết hôn vào năm 1990 và được đồng nghiệp ca tụng là một cặp đôi đẹp nhất ngành y ở địa phương. Ba cô con gái sau đó cũng đã lần lượt ra đời vào năm 1995, 1998 và 2001. Theo thời gian, không chỉ tình cảm phai nhạt mà sức khỏe của người vợ cũng đã ảnh hưởng nặng nề sau 3 lần sinh nở. Vào năm 2001, biến cố gia đình bất ngờ ập đến khi bà Donnell bị chẩn đoán là đang bị suy thận nặng. Vào ngày 18 tháng 6 cùng năm, Richard đã hiến quả thận trái để cứu vợ và cũng để cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Cô ấy là vợ của tôi. Tổ tiên hàng đầu của tôi là cứu mạng sống của cô ấy. Nếu được suy nghĩ lại, thì tôi vẫn có thể làm lại điều đó một lần nữa, bác sĩ Richard từng nói. Bà Donnell sau đó đã may mắn được cứu sống, nhưng canh bạc hôn nhân của họ thì đã bị thất bại. Vào tháng 7 năm 2005, bà đã đệ đơn ly hôn với lý do là bị chồng bạo hành, còn người chồng lại phủ nhận cáo buộc đó và đồng thời tố cáo vợ mình đang ngoại tình. Ông nói với truyền thông địa phương rằng không có nỗi đau nào sâu sắc hơn việc bị phản bội từ người mà bạn yêu thương và hy sinh, người mà bạn đã cống hiến cả cuộc đời của mình. Trong nỗ lực hòa giải hôn nhân bất thành, thì ông Richard bất ngờ quyết định kiện lại người vợ. Theo đó, ngoài chia đôi tài sản chung gồm bất động sản có giá trị là 4 triệu đô la Mỹ, thì người vợ còn phải cắt trả ông quả thận đã hiến hoặc giá trị quy đổi, tương đương là 1,5 triệu đô la Mỹ. Vụ ly hôn kéo dài 4 năm này đã gây chú ý vào tháng 1 năm 2009, khi ông tổ chức một cuộc họp báo công bố ý định của mình. Nam bác sĩ khẳng định rằng chính vợ đã đẩy ông đến vụ kiện lạnh lùng này vì đã ngăn cản ông tới thăm gặp ba người con gái của mình. Trong khi đó thì vợ ông đã lập tức phủ nhận và tố ngược lại chồng rằng ông ta đã không chu cấp nuôi con và chỉ lăm le đến chuyện đòi tiền. Vụ ly hôn và kiện đòi tài sản đã được tòa án tối cao ở Minnesota, New York chính thức thụ lý. Trong khi đó, cộng đồng y học khắp nước Mỹ đã nóng lên với những tranh luận ngoài lề về cuộc hôn nhân tai tiếng này. Các bác sĩ đồng nghiệp cho rằng việc phẫu thuật lấy lại quả thận của Richard từ cơ thể bà Donnell không những trái đạo đức mà còn gần như là không thể thực hiện được. Viện Đạo đức Kennedy của Đại học Georgetown đã cảnh báo rằng việc trao đổi nội tạng để lấy bất kỳ thứ gì có giá trị là một hành động bất hợp pháp. Ở Mỹ, như nhiều quốc gia khác, nội tạng không được phép mua bán và việc hiến tặng nội tạng được coi là một món quà tự nguyện. Và về mặt pháp lý, khi bạn cho đi một thứ gì đó thì bạn không thể lấy lại được. Luật không quy định người hiến tặng có được phép đòi lại hay không, bởi thực tế, trong lịch sử chưa từng có trường hợp nào đòi lại nội tạng khi đã hiến tặng, và vụ kiện của bác sĩ Richard là lần đầu tiên. Các bác sĩ cho rằng nếu tòa đứng về phía Richard thì sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, đó là khi ai đó hối hận về quyết định hiến tặng hoặc đơn giản là lâm vào cảnh túng thiếu thì họ sẽ đi đòi tiền người nhận nội tạng. Hơn nữa, không có bác sĩ phẫu thuật uy tín nào sẽ chấp nhận thực hiện ca cấy ghép như vậy. Và không có tòa án nào có thể buộc một người phải phẫu thuật trả lại nội tạng đã được tặng, đại diện Viện Đạo đức Kennedy của Đại học Georgetown cho hay. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2009, tòa đã công bố phán quyết rằng việc bác sĩ Richard đòi thận không chỉ vi phạm chính sách công mà còn có thể khiến ông bị truy tố hình sự. Về cơ bản, cáo buộc của nguyên đơn đã đánh đồng nội tạng của con người với hàng hóa một cách không phù hợp, bản án nêu. Tòa cũng lưu ý rằng, dù thuật ngữ tài sản chung trong hôn nhân là khái niệm có tính mở rộng, nhưng không bao gồm nội tạng dưới góc nhìn vật chất. Bởi việc đánh giá nội tạng con người dưới giá trị tiền tệ hay hàng hóa là trái pháp luật và đạo đức. Tòa đã từ chối yêu cầu triệu tập nhân chứng chuyên môn của bác sĩ Richard để định giá quả thận. Về chứng thư thẩm định giá quả thận mà bác sĩ Richard đã đưa ra là khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ, tòa cho rằng có thể được sử dụng để khởi tố tội danh hình sự. Tòa trích dẫn điều 4307 của luật y tế công cộng, trong đó nêu rằng bất kỳ người nào cố ý mua bất kỳ bộ phận của cơ thể của con người để sử dụng trong cấy ghép cho con người thì đều là trọng tội. Tòa khuyến cáo việc cố đòi bồi thường bằng tiền cho quả thận có thể khiến cho người chồng phải bị truy tố hình sự. Hơn nữa, việc định giá đã đánh mất hoàn toàn tính nhân văn trong hành động của nguyên đơn, người luôn khẳng định là đã hy sinh, cao thượng, tận tâm với vợ mình. Song tòa cũng khẳng định rằng tính chất của vụ kiện tụng này sẽ không bị đưa ra xem xét trong quá trình phân chia các tài sản khác và trong việc phân chia quyền giám hộ các con chung của họ. Ông Richard đã thua trong vụ kiện này, không có nghĩa sẽ bị tòa đánh giá tiêu cực trong vụ ly hôn, tòa nêu. Vì lợi ích của các đương sự và ba đứa trẻ, tòa sau đó đã quyết định xét xử kín vụ ly hôn, và kết quả đến nay vẫn chưa được tiết lộ.
cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.